Được chưa? Dạ, ok. Hai đứa tự xử cùng nhau. Ném điện thoại lên chưa? Người ta phải ngồi cùng chiều chứ, lại hai đứa ngồi ngược chiều thế này thì bộ hai con thầm. Người ta phải ngồi cùng chiều. Thôi, chúng mày đã bơi về đây nhanh lên, bơi về đây rồi mà ngồi cùng chiều, chứ ngồi thế kia thì đứa nọ rồng dành đứa kia. Ai mà cứu được trời. Chim ơi. Sợ nước bắn cả. Tôi sẽ lên. Đi tông thôi thuyền là sợ. Chịu chúng mày rồi đấy. Ôi, mày đi lại cái kia. Toàn bùn đi. Đứng bắt ốc đi. Bọn này nó đang đóng phim hài hay sao ấy. Để cái thuyền nó hẳn ra ngoài ấy, đừng... Bố cứ đi trước đi, ở đâu? Thôi thực ra giữa ao thì ai vớt về.
Thank you.